Xin chào tất cả mọi người. Thì là hôm nay là team mình sẽ tổ chức là ra chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Mường Khương mình để tưởng nhớ công ơn của các cha các cụ ngày xưa. Thì hiện tại là team mình đang chuẩn bị di chuyển sang tít cột cờ trên núi Cô Tiên nhá. Thì bây giờ là team mình là đầy đủ anh em gọi là toàn anh em bộ đội với lại mấy anh em trưởng thành bằng có hết bằng lái xe các thứ rồi. Thì mình cũng rất xin lỗi là sáng nay có tầm 5-6 chục anh em là còn chưa có bằng lái xe nên là mình đã từ chối anh em để tham gia cùng team mình. Đấy, kéo căng cờ vào nha. Kéo căng vào. Nào, kéo căng nào. Mọi người chú ý nha, chuẩn bị chụp hình nha. Từ từ nha. Nào, lưới để ý vào lưới xong chưa? Cứ xoay xoay đi. Cho nó cao lên tí nha. Cờ xem nào. Cờ hạ xỉ cho đầu của xỉ nó hơi nhô lên một tí. Đấy, để bằng với bên dùng đây. Nào, ok chưa? Chuẩn bị chụp hình nha. Nào, 3 2 1 cười. 3 2 1 cười. Đây, xe mình đây nhá. Đây, còn mấy anh em đang chuẩn bị lên xe hết rồi. Đang chuẩn bị đây. Chào đồng chí là đồng chí chú bộ đội. Đây, còn rất là nhiều trai tài gái sắc luôn. Đây, còn rất là nhiều anh em của huyện Mường Khương mình hôm nay để đi gọi là chinh phục cột cờ núi Cô Tiên, vừa mới bắt đầu làm xong chắc tầm khoảng vài tuần nay thôi. Đây, tiết cuối này có mấy đứa cháu học sinh vô cùng xinh gái và xinh sáng luôn. Đấy. Anh em giao hàng nha, chào cái nào, ôi rồi toàn là trai tài gái sắc đây. Vây cờ, vây cờ, vây vây cờ, vây 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 vây, anh em vây cờ đây, mình được vây 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 nào, vây vây nào. Hello. Đây mọi người, bây giờ team mình đã đi đến giữa chân cột cờ núi Cô Tiên rồi. Đây, nó cách tầm khoảng chắc ở đâu đấy, tầm khoảng 100 mét thôi. Đấy, đây khâu đoạn 2 rồi nha. Hiện tại mọi người cũng đang rất mệt rồi nhưng mà vẫn đang rất là nhiệt huyết, rất muốn leo lên nhưng mà thôi mình bảo là thôi, còn các cháu còn bé nữa, cứ nghỉ đã, sau tí mới lên sau. Đây còn mấy thanh niên cao giáo đẹp trai cơ bắp cuồn cuộn là muốn lên lắm rồi, muốn lên đỉnh lắm rồi mọi người nhá. Ôi ôi, con đường chinh phục núi Cô Tiên không bao giờ đơn giản mọi người ạ. Ôi ôi, đây đối với thanh niên cao giáo đẹp trai sức khỏe cường tráng thì rất đơn giản, đối với hùng thì mệt rồi chắc không chịu nổi đâu. Chào tất cả mọi người, thì hôm nay là team mình là đã cùng Hùng đã lên đến cột cờ của núi Cô Tiên. Đấy, để lên trên này có rất là nhiều bạn trẻ, là nhiều cháu học sinh thì cũng gọi là vì một tấm lòng hết mình với cột cờ của núi Cô Tiên. Lên trên này rất là nhiều luôn. Để mọi người theo Hùng đi qua một vòng cột cờ núi Cô Tiên nhá. Okay. Đấy, ôi ôi, vừa mới lên đến là gặp rất là nhiều em xinh gái rồi. Ôi, đội em là sáng nay hình như là đi theo đi sau sau đội anh đúng không? À ok. Ôi ở đây em thấy thấy một bài em viết của anh rồi. à. Đây mọi người nha, thì em này vừa mới lên trên này đã thấy em này rồi. Để lên lên trên này một tí. À, thì anh có thể hỏi thăm em một chút được không? Tại vì cũng vừa mới lên đến trên này thì thấy rất là nhiều người, nhưng mà thấy em là vừa lên lên trên này cái là đã rút điện thoại ra là chụp ảnh dưới chân cột cờ của núi Cô Tiên rồi. Đấy, khẳng định là cái lòng yêu nước với tinh thần nhân dân Việt Nam mình rất là cao luôn. Thì anh cũng rất là thích cái tinh thần của em. Đấy thì
Em có thể giới thiệu qua một chút cho mọi người không? Em xin chào anh, em xin được giới thiệu là em tên Vân. À, tên Vân à? Dạ, là em là có lúc Facebook thì em có là thấy bài viết của anh, của em bảo là sáng nay định đi cùng anh rồi, nhưng mà bọn em đi muộn quá, không ai đến, may mà vẫn ở đang không anh, vẫn đúng rồi. Tại vì sáng nay anh đi làm cũng có rất là nhiều cháu, tại vì các cháu nó không có bằng, không đủ tuổi lái xe, thì anh bảo là thôi thì dắt tầm mười mấy cháu ấy, thì bảo thôi mời người xem thế nào thì cứ lên trước đi, tại vì đi cùng thế này là sợ có giao thông thì nó cũng khó ấy. Đấy. Đúng rồi. Ờ được, anh cảm ơn em nhé, nhưng mà thì em rất xinh gái, chắc có người yêu rồi chứ? Em chưa. À, vẫn chưa có người yêu mọi người nhá. Thì em này vẫn chưa có người yêu luôn. Thì mọi người ai tranh thủ muốn kiếm người yêu thì có thể liên hệ nickname của em. Nickname em tên gì? Vân Tèo ạ. À, Vân Tèo đúng không? Cảm ơn. Em là người Mường Khương ở xã nào đây? Em ở trên Trúng Chảy A như này luôn ạ. À. Em ngay trên này luôn ạ. Ngay trên Trúng Chảy A này luôn ạ. À, vâng vâng. Cảm ơn em nhá. Ok. Thế bên này nữa. Ô. Chào em, đập vào ống kính camera là một chú bộ đội mọi người ạ. À. Cao to, ôi, to đi. Anh quá khen. Đúng rồi, em này có thể đây, đi theo anh lên đoạn này một chút được không? Đây, ok. Thì chú bộ đội thì em nhưng mà em là do được về phép hay là như thế nào thì em hôm nay em lên trên này, anh thấy bộ đội người ta tuần ở dưới đơn vị suốt đây thì em có thể giới thiệu một chút không? Dạ xin chào mọi người, em đây là chú bộ đội, đây là được về phép. À, em là được về phép đúng không? Được về phép. À thì em về phép thì về mấy ngày? Hai ngày hay ba ngày? Em là được về 10 ngày. Ồ, về phép 10 ngày á? Ồ, về phép 10 ngày là kiếm được 10 người yêu rồi đấy. Về phép 10 ngày, thế em về phép được mấy ngày rồi? Bây giờ em được về được 13 ngày rồi. À, với em 7 ngày không? Về được 7 ngày rồi đúng không? Vâng. À, 7 ngày thì lại còn 3 ngày nữa. Ồ, thế vâng. Em có người yêu chưa? Em chưa. À, thế hiện tại em là lính biên phòng đúng không? Hiện tại là em là lính biên phòng. À vâng, ok, cảm ơn em nhé. Ôi giời, hôm nay lại với tinh thần là một lòng một dạ với đất nước thì hôm nay em đã quyết định đi không ngại đường khó từ chân núi Cô Tiên đi lên cột cờ của huyện Mường Khương đấy. Cột cờ vừa mới làm xong, khánh thành sắp tầm khoảng là 2 tuần thôi mọi người nhá. Cột cờ rất là mới. Thì em có thể giới thiệu qua một chút tên tuổi của em với lại ví dụ như là hiện tại là em đang ở xã nào thuộc chỗ địa điểm nào? Vâng, em tên là Giang Xeo Sỉ ạ. À, Giang Xeo Sỉ đúng không? Giang Xeo Sỉ, em quê Mường Khương, em xã Tảng Hề Trồ, thôn Sài Tủ. Xã Tảng Hề Trồ, thôn Sài Tủ đúng không? Vâng. Có gì thì em qua ngày hôm nay thì chắc anh sẽ ra gặp em, anh em mình để gặp nhau khéo và tình cảm anh em và nó sau này thành tri kỷ đấy nhá. Vâng. Ok, cảm ơn em nhá. Đây, tiếp tục đi hồng xe đi qua một vòng nữa. À, đây thì hai cháu này học trường gì nè? Trường Trung học Phổ thông số 1 Mường Khương. Đấy, ra đứng cạnh cái góc bên này đấy. À, mỗi người cầm một cái cờ này. Đúng rồi, cờ xịn xò đấy. Ok, đây có một cháu nữa, Phử. Tên là Phử đúng không? Nhìn quen quen đấy, ra đây chú bảo gái nào. Thấy đội hình mặt này kia áo xịn xò, quá là xịn xò luôn. Đấy. Ok, 1, 2, 3. À, thế áo này là cái áo này là nhà trường may cho hay như nào đấy các cháu? Nhà trường may cho. À, nhà trường may cho ạ. Ừ, 1, 2, 3, 3 cháu mình rất chi là xinh gái và đẹp trai đúng không? Ờ, cháu này hiện tại đang học lớp mấy rồi? À, lớp 11 ạ. À, lớp 11 ạ. Vâng. Lớp 11 hiện tại, lớp 11 là 2K... 2K6. À, 2K6 đúng không? Ôi, 2K6, thế còn bé này? Em cũng học lớp 11. À, cũng học lớp 11 2K6 vâng. Luôn đúng không? Vâng. Cả ba đứa đều chung lớp ạ. À, cùng chung lớp luôn. Vâng. Đấy, còn thanh niên cao giáo đẹp trai này học lớp mấy? Học lớp 11 ạ. Cùng lớp 11 luôn. À, ôi trời ơi. Có người yêu chưa? Chưa. À, chưa có người yêu đúng không? Thế hai cháu có người yêu chưa? Chưa. À, cũng chưa luôn. Ôi trời ơi, thế chứng tỏ hôm nay là mọi người toàn là đội trai xinh gái đẹp chưa có người yêu mới có tình yêu với Tổ quốc thôi. Trời ơi. Ôi trên này nó thấp, nó cảm giác thì nó hẹp quá nhở. Không thì tổ chức ghép đôi luôn cho các bạn toàn trai xinh gái đẹp chưa có người yêu. Đấy, thì cảm ơn ba bạn nhá. Đến từ trường Trung học Phổ thông số 1 Mường Khương. Đấy, rất chi là đẹp trai và xinh gái. Ok, ba bạn chào ống kính camera nào. Có người yêu chưa? Đấy. Ok, lửa đi tiếp sang vào bên này nào. Đấy, thưa
Ôi rồi, đến chỗ đoạn này là mới thấy gọi là trai tài gái sắc của huyện Mường Khương mọi người ơi. Đây toàn là anh em cao giáo đẹp trai thôi. À đây, đây có ba. Nhà mệt quá mọi người ạ. Hôm nay Hùng lên đến trên này thật sự là quá là mệt rồi. Bảo lên đến trên này xem mà địa hình nó mà rộng ấy, nó mà thoáng ấy thì sẽ tổ chức ghép đôi cho tất cả các cặp và các bạn đẹp trai xinh gái có một tình yêu bền vững với Tổ quốc. Nhưng mà hôm nay trên này nó thật sự là nó quá hẹp, không gian nó không đủ nên là mình cũng rất là xin lỗi mọi người luôn. Nhưng mà hôm nay lên đến trên này thật sự là rất mệt luôn mọi người ạ. Đấy. Thật sự rất mệt luôn. Ôi không biết thành lên nào. Làm quả Furican bay rất là xịn sò trên này mọi người ạ. Đấy, thì hôm nay là tem của Hùng đã lên đến trên này là đã chinh phục được cột cờ của núi Cô Tiên. Ôi cảm xúc nó phải gọi là trên cả tuyệt vời luôn. Nhưng mà rất là biệt mọi người ạ. Mình khuyến khích là ai mà muốn lên trên này thì phải sáng hết lòng và dạ tuyệt đối là phải hết mình nhá. Chứ lên đến là nửa đường thấy khó quá bỏ qua là không được đâu. Đấy, chào mọi người nhá. Đây mọi người, khúc này là tem mình đang dọn chai nước mà mình mang lên để mang về mọi người nhá. Thì mọi người lên trên này thì nhớ mang mấy cái vỏ kẹo, vỏ chai mà lúc mà mình mang lên để mình ăn uống ấy, hay là nước nón ấy, thì mình nhớ mang về nhá mọi người. Không là chả mấy chốc là nó không còn đẹp nữa đâu đấy.